Thưa bà con, những ngày này thời tiết miền Bắc đang trở lạnh. Thời tiết lạnh khiến nhiều người ngại vận động hay bị cứng và đau khớp. Thời tiết buốt giá cũng khiến các bệnh mãn tính về xương khớp như là viêm, thoái hóa hay là thấp khớp cũng trở nặng hơn. Theo ghi nhận, trong những ngày qua, số lượng bệnh nhân đến bệnh viện khám bệnh xương khớp cũng đã gia tăng đáng kể. Ghi nhận cụ thể tại bệnh viện Lạc Việt, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong khi nhiệt độ toàn miền Bắc đang giảm mạnh, mỗi ngày có khoảng 70 bệnh nhân đến khám bệnh xương khớp tại bệnh viện Lạc Việt, tăng gấp rưỡi những ngày thời tiết bình thường. Trong số những bệnh nhân đến đây khám thì có khoảng 10 người phải nhập viện để điều trị. Theo các bác sĩ, bệnh cơ xương khớp thường gia tăng vào mùa lạnh vì đây cũng là mùa bà con gieo cấy, phải ngâm tay vào nước lạnh nhiều khiến xương đau khớp. Bác sĩ khuyến cáo để phòng tránh các bệnh cơ xương khớp trong mùa lạnh, bà con phải luôn giữ ấm cơ thể và có thể áp dụng một số biện pháp dân gian để làm giảm triệu chứng của bệnh. Với cách đơn giản nhất ở nhà bà con có thể làm là thứ nhất là bà con có thể dùng những cái túi trường hoặc là dùng hơ tay nhẹ qua nước nóng và ngâm tay chân vào trong có nước nóng, hoặc là có thể dùng những cái loại lá như lá lốt hoặc là lá ngải cứu, chúng ta có thể đun nước sôi lên và cho những cái lá vào đun một chút và bà con ngâm tay ngâm chân vào dung dịch đó để bà con làm giảm cái triệu chứng. Thời điểm tốt nhất là buổi tối trước khi đi ngủ và có thể ngâm, và tránh là và vừa đi lạnh về chúng ta ngâm ngay, nó sẽ lúc đấy là sẽ bị bỏng. Những triệu chứng đau nhức của bệnh xương khớp khiến người bệnh gặp khó khăn trong cử động và sinh hoạt. Càng bị đau nhức xương khớp thì người bệnh càng sợ cử động hơn, dẫn đến các khớp tê cứng và bệnh càng nặng thêm. Vậy thì khi bị xương khớp, chúng ta cần phải làm gì để giảm những triệu chứng bệnh? Mời bà con theo dõi tư vấn của bác sĩ khoa nội Bệnh viện Lạc Việt, tỉnh Vĩnh Phúc. Thưa bác sĩ có thể cho biết các bệnh xương khớp thường gặp là như thế nào ạ? Và biểu hiện bệnh là gì ạ? Các bệnh xương khớp thường gặp thường là các bệnh thoái hóa khớp và thoát vị địa đệm của sống thắt lưng này, và một số các bệnh như là viêm khớp dạng thấp ạ. Những cái biểu hiện như là bất ngờ bị đau hoặc là mang vác một vật nặng bị đau này. Khi mà bà con phát hiện thấy đau như vậy mà trong vòng vài ngày mình cũng vẫn không vận động được, rồi có thể nó sẽ dẫn đến cái tình trạng như là cứng khớp này. Rồi thì nó ảnh hưởng nhiều đến cái chất lượng cuộc sống, rồi không lao động được. Bác sĩ có lưu ý gì cho bà con khi mà bị đau xương khớp không ạ? Khi mà bà con mà gặp những cái vấn đề như là đau tại vị trí khớp, chẳng như đau lưng, đau tại khớp gối, hoặc là các khớp như ngón tay rồi rất nhiều khớp khác, thì bà con nên đi khám và được sự tư vấn của bác sĩ. Không nên tự ý mua thuốc ở các cái hiệu thuốc rồi về tự ý uống, vì nó có thể gây ra những cái tác dụng phụ của thuốc. Khi uống thuốc giảm đau thì nó có những tác dụng phụ như là viêm loét dạ dày này, hoặc là cái tình trạng các bác nhiều tuổi rồi mà lại uống nhiều corticoid mà không có những cái chỉ định phù hợp đối với khớp đấy, thì sẽ làm cho cái tình trạng loãng xương nó tăng lên. Bác sĩ có lời khuyên gì cho bà con nếu mà bị đau xương khớp mà vẫn phải lao động nặng nhọc ạ? Vẫn lao động nhưng mình phải chọn cái gánh vác phù hợp với cái khớp của mình. Chẳng hạn như là mình đang gánh ở mức 30 kg thì mình sẽ phải giảm xuống để phù hợp với cái khớp của mình. Không nên cố quá, nó có thể gây hại tại cái khớp đó. Một số bà con thì thường vẫn hay đi mua dầu hay là cái loại cồn về xoa bóp khi mà bị khớp ấy ạ. Thì theo bác sĩ thì việc đó có nên không ạ? Các loại dầu xoa bóp nó sẽ có tác dụng tốt khi mà mình sử dụng hợp lý. Đối với các khớp mà không có sưng, không có nóng thì mình có thể xoa được. Nhưng một số loại dầu là xoa nhiều lần quá trong ngày thì nó sẽ gây ra những cái phản ứng dị ứng ở ngoài da, và phải sử dụng lượng dầu đúng với chỉ định, nhưng mà sẽ chống chỉ định khi mà cái khớp của mình bị sưng nóng. Thậm chí là một số bác là có thể bóp mạnh vào đấy, xoa bóp vào đấy, nghĩ là nó sẽ tan ra nhưng mà nó sẽ làm cho tình trạng viêm tăng lên, thậm chí là tăng tiết dịch ở bên trong nữa. Xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam ạ.